học chế ra virus giết tế bào ung thư, phải chăng đó là bước ngoặt lớn của nhân loại? Ung thư đã trở thành một vấn nạn của thế kỷ mà chưa có cách điều trị triệt để. Vậy nên khoa học đã thử ra rất nhiều cách, thậm chí áp dụng những cái phương pháp kỳ dị nhất. Và nay họ đã tạo ra một loại virus được cho là có khả năng kích hoạt hệ miễn dịch đi săn lùng tế bào ung thư. Cần biết rằng tế bào ung thư rất giỏi trong phản lẫn tránh hệ miễn dịch. Chính vì thế, các chuyên gia thụy sĩ đã sử dụng một loại virus nhân tạo. Bên trong có chứa protein của tế bào ung thư. Khi hệ miễn dịch bắt gặp các virus này, nó sẽ lần theo dấu protein bên trong. Hay nói cách khác, hệ miễn dịch sẽ săn lùng tận gốc từng tế bào ung thư có trùng dấu protein. Lý thuyết của nghiên cứu cho thấy, phương pháp này sẽ được dùng để chống lại một số dạng ung thư nhất định. Các chuyên gia có thể đơn giản lấy protein từ khối u của bệnh nhân đưa vào trong virus, rồi tiêm vào cơ thể để kích hoạt hệ miễn dịch. Trong các thí nghiệm trên chuột, phương pháp này khiến khối u nhỏ lại đáng kể. Vậy nên, sắp tới, các chuyên gia đang mong muốn được thí nghiệm trên con người. Chúng tôi hy vọng rằng phương pháp và công nghệ mới này sẽ sớm được áp dụng để điều trị ung thư, nhằm tăng tỷ lệ thành công của cuộc chiến này. Trích lời giáo sư Danny Pincherer, chủ nghiên cứu trường đại học Basel, Thụy Điển. Giáo sư Pincherer cho biết, nhóm nghiên cứu đã tạo ra virus mới dựa trên nền tảng virus LCMV. Loại virus mới được loại bỏ hết khả năng gây hại, nhưng vẫn có thể kích hoạt hệ miễn dịch. Khi đặt protein ung thư vào trong virus, cơ thể tạo một đội quân kháng thể rất mạnh, truy tìm các tế bào ung thư và hủy diệt chúng. Nhìn chung, nếu phương pháp này thành công, đó sẽ là niềm hy vọng rất lớn cho con người khi đem lại ít tác dụng phụ. Nếu so với hai phương pháp hiệu quả nhất hiện nay là hóa trị và xạ trị, nguồn nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communication. We'll be right back.